Thông tin điều tra mới nhất vụ máy bay Trung Quốc rơi, chuyên gia nói về điểm bất thường. Trung Quốc đã công bố báo cáo điều tra sơ bộ vụ máy bay MU5735 bị rơi hồi cuối tháng 3 vừa qua. Xác định những thông tin đã được công khai, ngày 20 tháng 4, Cục hàng không dân dụng Trung Quốc công bố báo cáo sơ bộ điều tra tai nạn máy bay MU5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines xảy ra vào ngày 21 tháng 3. Trong cuộc phỏng vấn với Jan Kang Sibao thuộc nhân dân nhật báo Trung Quốc, Tổng biên tập kiến thức hàng không kiêm chuyên gia hàng không thuộc Đại học Hàng không Bắc Kinh Vương Á Nam cho biết, báo cáo điều tra sơ bộ hiện được công bố chủ yếu là bản tóm tắt thông tin thực tế đã được công khai, không bao gồm phân tích và kết luận nguyên nhân vụ tai nạn. Theo chuyên gia Trung Quốc, các cuộc điều tra tai nạn hàng không dân dụng thường kéo dài trong một khoảng thời gian và các báo cáo điều tra sơ bộ được đưa ra trong vòng một tháng thường không đề cập đến những phân tích phỏng đoán và ý kiến kết luận về nguyên nhân của vụ tai nạn bởi muốn đưa ra phân tích và suy đoán về nguyên nhân của vụ tai nạn trong vòng một tháng thường là quá sớm. Nhưng báo cáo điều tra sơ bộ vẫn rất có giá trị cho các cuộc điều tra tiếp theo. Nó xác nhận thông tin thực tế trong quá khứ dưới dạng báo cáo tài liệu, cho thấy đằng sau mỗi sự việc đều đã trải qua một quá trình xác nhận, ông Vương nói. Ví dụ như hồ sơ bảo trì, trong lần kiểm tra gần nhất, máy bay gặp nạn không vượt quá thời hạn kiểm tra quy định trong kế hoạch bảo dưỡng, không có báo cáo lỗi trước chuyến bay cùng ngày, thời tiết không có gì bất thường, liên lạc vô tuyến và điều khiển chỉ huy cũng bình thường. Điều này có thể loại trừ phần lớn những nguyên nhân này trong các cuộc điều tra tiếp theo. Một điểm cần phải lưu ý là thông tin máy bay lần cuối được radar ghi lại, độ cao áp suất tiêu chuẩn 3.380m, tốc độ trên đường băng 1.010 km h cực kỳ bất thường, vượt rất xa so với độ cao bay, trong vòng 4 phút nó đã rơi hơn 5.000m, tốc độ bay cũng nhanh hơn 200 km so với tốc độ bay thông thường. Nếu xét về tư thế lao xuống, tốc độ thực tế có thể còn lớn hơn, cho thấy máy bay đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm, chuyên gia Trung Quốc nói. Điều tra tiếp theo tập trung vào tổ bay và mảnh vỡ máy bay. Chuyên gia Trung Quốc nói rằng, báo cáo điều tra sơ bộ không giải thích nhiều về tổ bay. Cuộc điều tra tiếp theo sẽ tập trung vào tổ bay, chẳng hạn như lý lịch và các mối quan hệ xã hội. Mặt khác, điều tra sẽ tập trung phân tích về các mảnh vỡ. Theo điều tra hiện tại, không có lỗi nào được tìm thấy trong quá trình bảo dưỡng máy bay. Bước tiếp theo sẽ xem liệu có thể tìm thấy một số dấu hiệu hư hỏng từ mảnh vỡ được tìm thấy. Điều này có thể chuyển hướng cuộc điều tra theo các hướng quan trọng như xác định xem đó là vấn đề kỹ thuật hay vấn đề tổ bay. Theo báo cáo điều tra, hai hộp đen trên máy bay đã bị hư hỏng nặng do va chạm. Hiện công việc khôi phục và phân tích dữ liệu vẫn đang được tiến hành. Ông Vương cho rằng rất khó để xác định tỷ lệ dữ liệu được khôi phục sau khi thiết bị hỏng.